con đến từ Tấm Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời chào đến anh em nhé. Và bắt đầu cho cái video clip buổi sáng ngày hôm nay 20 tháng 1 năm 2022. Và trước màn hình các bác anh em đây em đang test hai cặp loa BMB450C hàng bãi xịn, loa sử dụng 1 bát 25 2 tép. Loa này thì zin xịn, không lại bát tép các bác anh em nhá. Cặp này thì bên em test gửi đến chú Vinh. Chú Vinh có địa chỉ tại Thái Bình này. Chú Vinh đặt một cặp BMB450C giá cọc bên em 1 triệu đồng. Và cặp này thì bên em test gửi đến bạn Sâm Văn Phúc. Bạn Phúc có địa chỉ tại xã Diễn Châu, ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cặp này thì bạn Phúc đã đặt cọc cho bên em 500 ngàn đồng. Loa zin xịn hết, không lai bát tép các bác nhá. Đây sơ di của cặp loa của bạn là Sâm Văn Phúc này. Cặp này thì trùng sơ di các bác nhá. Sơ di là 601 00 627 601 00 627. Đấy, bạn Phúc sẽ nhận cặp loa BB450C trùng sơ di này. Giá 5 triệu rưỡi các bác anh em nhé. Giá 5 triệu rưỡi cho một cặp loa BB450C. Hàng zin xịn hết, không lai bát tép. Các bác anh em có nhu cầu một cặp loa BMB450C hàng bãi xịn còn zin, xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ bên em tại Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Test hai cặp này. Chất âm của dòng hoa BB450C hàng bãi xịn thì không có điểm để chê các bác.